Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe chở nhiều học sinh đang đi đường từ Hồ Chí Minh rẽ vào đường liên xã Nghĩa Hành. Một nữ sinh đứng gần cửa xe bị ngã xuống đường và bị chính bánh xe cán qua người tử vong. Phương tiện gây tai nạn là xe khách mang biển kiểm soát Lào UN6668 của nhà xe Thắng Huế ở thị trấn Lạc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Đây là xe chuyên dùng để đưa đón học sinh trên địa bàn tới trường Trung học phổ thông Tân Kỳ. Thời gian gần đây, dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô trở nên phổ biến. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều phương tiện không đủ chất lượng tiêu chuẩn vẫn tham gia chở học sinh. Hình ảnh những chiếc xe chật cứng, học sinh đứng chen chúc, tràn ở hai cửa lên xuống không phải là hiếm gặp. Tại nhiều nơi, hoạt động này đều do chủ xe cùng phụ huynh tự thỏa thuận với nhau, không có sự can thiệp của nhà trường, dẫn đến việc khó kiểm soát và đảm bảo an toàn cho các em.